Alo, chào mọi người. Chào mọi người thân mến. Trên bài hôm nay, trên màn hình các bạn, tôi có cái bài hướng dẫn như sau. Chèn hình ảnh tự động theo ô lựa chọn danh sách, theo lựa chọn list box. Đây trên màn hình, tôi có một cái file như sau này, file Excel. File chèn ảnh tự động theo ô lựa chọn danh sách, lựa chọn list box.xlsm. Ở đây tôi có một cái tra cứu, đó là cái sheet tra cứu nhân viên với cái thông tin như sau này. Tôi sẽ tích vào đây. Ở đây sổ ra một cái danh sách này. Đấy. Thì các bạn khi tôi sổ ra một danh sách sang cái mã nhân viên là 3 số 3 này. Thì nó đang chuyển tự động chuyển ảnh nhá. Đấy. Sang cái 6 này. 7 này. 8. Đấy, toàn bộ các thông tin từ họ và tên này, ngày tháng năm sinh, kế toán này, mã số thuế này, số chứng minh thư nhân dân và từ Sơn Bắc Linh, nó cũng thay đổi theo. Đấy. Hôm nay thì tôi sẽ tiến hành các bạn tạo được cái sheet như vậy, sheet tra cứu nhân viên này theo cái list danh sách này. Thì đây là cái bài hướng dẫn mà tôi gồm có 3 cái bước này như sau này. Đấy. Thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một cái file Excel mới để nhập dữ liệu sheet. Bước này chúng ta làm nhanh thôi. Tôi sẽ làm nhanh như sau. Ctrl N. Đấy. Tôi sẽ tích chọn toàn bộ ô sheet này. Nhấn Ctrl 1 này. Tích vào đây, tôi nhấn Copy Text, tích vào đây là Center. Tích vào đây cũng Center luôn đi. Ok. Ở đây sổ ra là cameraman có chữ 12. Đấy. Ở đây tôi kiểm tra cái sheet danh sách nhân viên đây, bảng thống kê nhân sự, số thứ tự mã nhân viên đấy, mã nhân viên, họ và tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm sinh tích, txt, địa chỉ thường trú, chức vụ. Mã số thuế, số chứng minh thư nhân dân, hình ảnh. Đấy. Đấy, hình ảnh là hết nhé. Thì tôi sẽ nhập đầu tiên là số thứ tự nằm. Đây tôi sẽ bôi cái này nè. Tích vào đây. On border này. Đấy. Một. Nhấn dưới control này. Mã nhân viên. Đây tôi gõ 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Vậy chỉ đến 9 thôi, dòng số 10 tôi bỏ đi. Họ và tên, Tô Quang Thạnh, Trần Thị Thanh, Tô Quang Tuyến, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Thị Trang, Ngô Thị Sáng, Hoàng Thị Trúc, Hoàng Thị Hương, Nguyễn Văn Na. Đấy. Chúng ta sẽ co cái này ra cho nó rộng này. Ngày tháng năm sinh, chúng ta nhấn Ctrl S nhé.
Đây tôi sẽ tạo một cái folder mới bên ngoài màn hình này. Show desktop. Tôi sẽ tạo một cái folder mới gọi là folder thực hành nhé. Nhấn F2 này. Gõ chữ thực hành. 1 này. Thực hành. Chèn hình ảnh. Đấy. Các bạn tạo một cái folder này trên màn hình. Ở đây tôi sẽ bốc một này. Chúng ta tích ra ngoài desktop này. Chọn đến cái folder này nhá. Folder thực hành đây. Đấy. Nhấn open. Thì đây các bạn sẽ đặt trong này nó là thực hành chèn hình ảnh. Đấy. Cái này là book 1. Đấy. Tôi tắt nó đi này. Tôi ra ngoài màn hình này. Tôi sẽ sửa tên này nó là thực hành chèn hình ảnh nhé. À đấy. Open này. Thì cái này quên. Tôi sẽ phải CSS lại nhé. Đây CSS này. Tôi không chọn cái định dạng là CSS style này nữa. Chọn dòng thứ hai XLSMS này. Các bạn lưu ý đấy. Chỗ này là sẽ gõ nó là 1 chấm thực hành. Đấy. Chèn hình ảnh. Ok, viết không dấu. Nhấn save này. Đây tôi tắt đi. Mở cái folder thực hành chèn hình ảnh đây. Thì chúng ta đang có một cái file số 1. Thì cái file này tôi đen nó đi này. Cái thực hành chèn hình ảnh này nó có một cái dấu chấm than. Đây nó cảnh báo, có nghĩa là đuôi XLSM để cho phép cái macro khởi động. Phép macro được khởi chạy ở trong cái file này. Tức là chứa được cái macro thì nó phải có chấm than này. Đây là theo quy định của Microsoft. Ok, tôi sẽ mở lên này. Tiếp đến là ngày tháng năm sinh. Các bạn cũng sẽ nhập nhanh. Thông thường các bạn nhập nhanh bằng tay cũng được. Đây là ngày 02 tháng 8 1968 nhé. 02 tháng 8 1968, đúng không? Đấy. Của tôi định dạng ngày tháng đây. Nó là ngày tháng năm nhé. Ngày hai số, tháng hai số và năm hai số. Đây tôi sẽ copy nhanh. Thì công thường các bạn có thể gõ tắt như sau. 25 tháng 6 thì gõ 25 gạch chéo 6 86. Đấy, thành 1986. Tương tự 89 tôi sẽ copy này. Nhấn Ctrl V này. Các bạn chỉ copy copy đây. Đấy, copy paste vào list là được. Ngày tháng năm sinh text. Thì đây là text thì tôi có một cái hàm này đây. Đấy. Tôi sẽ quét cái này. Thì đây tôi sẽ gõ lại nhé. Đây. Bằng. Tích. Tab này. Tích vào cái ô D6 này. Các bạn gõ này cho tôi. DD này. Gạch chéo này. MM này. Gạch chéo này. 1, 2, 3, 4 này. Đấy. Ở đây chúng ta kéo xuống này. Thì đây là nó sẽ định dạng là text nhá, không còn là định dạng là cái thông tin là đây là cái định dạng khác này, Ctrl 1 này. Đây là định dạng của date này. Còn đây Ctrl 1 là định dạng của general. Hay chính là cũng là tương đương text đấy. Cái này sẽ có tác dụng khi sau đó là chúng ta sẽ làm địa chỉ thường trú. Tương tự các bạn sẽ gõ. Đây tôi sẽ copy cho dễ. Chức vụ cũng tương tự, chỉ cần gõ thôi. Đấy. Chúng ta paste đây là chọn cái phần paste value này. Đấy. Địa chỉ thường trú này, chức vụ. Ok. Với phần mã số thuế thì đây. Mã số thuế này như cũng không vấn đề gì cả, đầu 8 hết cả. Nhấn Ctrl C. Ctrl V. Ở đây không quan trọng. Nhấn số 1 kéo này ra. Số chứng minh thư nhân dân thì các bạn lưu ý đây. Tôi paste này. Paste value này. Thì đây nó chỉ có lưu ý nó là cái đầu số 1 này. Nó phải bắt đầu bằng cái phím này nhá. Bằng cái phím này này. Đấy. Cái dấu nhỏ đấy. Ở đây những con số bắt đầu bằng số 0. Sẽ bắt đầu bằng ký tự. Gọi là cái ngoặc đơn trên đấy. Hoặc là nháy đơn. Nháy đơn. Đấy các bạn. Nháy đơn nhá. Thì nó xuất hiện một cái biểu tượng chấm than này này. Thì không vấn đề gì cả. Thì khi chúng ta nhập cái số chứng minh thư như vậy. Tiếp đến là cái hình ảnh. Thì đây là cái thông tin hình ảnh. Thì tôi sẽ gõ là như sau. Từ mã nhân viên và kết hợp với đuôi định dạng là JPG. Thì những cái hình ảnh của nhân viên là chúng ta sẽ chụp ảnh và lưu dưới dạng nó là đuôi .jpg. Thì chúng ta đặt cái tên file ảnh, sau này nó file ảnh sẽ tên như vậy. Tôi sẽ đặt gõ tên.
đó là bằng mã nhân viên và này chấm này JPG ngoặc kép nháy kép này đấy, thì chúng ta sẽ kéo nó xuống này, phin xuống này. Ok, cái bảng thứ nhất là sẽ bảng thông tin nhân viên nhé, Boy Mega Center này, thông tin nhân sự đấy, thông tin nhân sự đấy, thế cho nó dễ. Ctrl B, Ctrl E, chúng ta để cái chữ 14 này ở đây, các bạn cho bôi đậm cho tôi, cái này cũng đậm lên đi. Riêng cái vùng này tôi sẽ chọn để nó tối hết màu đi. Chúng ta chọn bảng nhé, chọn toàn bộ bảng, tức là Ctrl A được. Tôi sẽ chọn cái vùng tối này đi này. Riêng cái vùng này chúng ta cho sáng nó lên, màu trắng low fill này. Cái này chúng ta bôi nó sang cái màu, nó là màu này dễ nhìn này. Đấy, thì các bạn thấy nó giống bên kia rồi đấy. Cái này chúng ta sẽ quét chọn và chọn sang lệch sang bên. Cái này chúng ta chọn lệch sang bên. Đấy, còn những cái thứ khác thì đây, chúng ta sẽ quét vùng, nháy kép vào đây. Thì là nó cũng chỉ vậy. Nó hơi khó nhìn thì cũng là kéo ra tí. Còn của tôi nó là tự động để nó thu gọn, cho nó gọn cái trang sheet Excel đấy. Đây tôi cứ giãn ra cho nó dễ nhìn nhá. Đấy, ok. Vậy là cái sheet nó là sheet này đây. Đặt tên nó là sheet, nó là một danh sách. Tắt các block đi này. Danh sách nhân viên. Đấy, chúng ta cho nó màu lên, tôi cho màu đỏ. Sheet thứ hai, chúng ta đặt tên luôn này. Sheet thứ hai là hai chấm này, tra cứu nhân viên. Đấy, đặt nó dạng màu khác luôn đi. Đây, chọn màu xanh này đi. Tôi sẽ tích chọn cả cái vùng này. Tích chọn vào đây nhá, để chọn cả vùng. Chọn Time New Roman, chọn cái chữ 12. Nhấn Ctrl 1 để mở Format Cell. Thì cái này thì Assignment này, chọn cái thẻ Assignment. Cái này các bạn chọn Center, cứ để này này Center đi. Warp Text này, để toàn bộ các ô cell này có cái Center như vậy. Bây giờ tôi sẽ sang cái file gốc của tôi xem nó có gì. Đây, tra cứu nhân viên. Thì một là công ty ABC, ba cái dòng. Đấy, tôi quét cái ba cái dòng này. Công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn. Bật các block lên nhá. ABC. Đấy. Tiếp đến là phần tra cứu thông tin. À, hai dòng thôi. Bật các block lên. Tra cứu thông tin. Cái này các bạn kéo ra cho nó nhìn rõ này. Đấy. Tiếp đến là mã nhân viên. Hai chấm. Tiếp đến là ngày họ và tên. Họ và tên. Xin lỗi các bạn phải cho hai chấm vào đây. Nhấn Enter nó tự động xuống dòng. Ngày tháng năm sinh. Hai chấm. Chức vụ. Hai chấm. Mã số thuế. Số chứng minh thư nhân dân. Số chứng minh nhân dân. Địa chỉ thường trú. Đấy. Hai chấm vào này. Ok. Bây giờ để cái phần căn chỉnh, à cái phần căn chỉnh cho nó rộng ra này. Đấy, các bạn cho căn chỉnh cho nó lệch một bên này. Sau đó chúng ta kẻ cái vùng này đi, kẻ khung. Tôi sẽ chọn toàn bộ cái vùng này màu xám đi cho dễ tối màu đi này. Đấy. Riêng cái vùng này chúng ta cho sáng lên. No fill này. Đấy. Ctrl B này. Cái này Ctrl B cho lên cỡ chữ 14. Đấy. Mã nhân viên. Cái vùng này là vùng ảnh nhá. Chúng ta sẽ chọn Mega này. Vùng này vùng ảnh, chúng ta sẽ chọn vùng ảnh. Insert đi, chúng ta thêm một cái cột đây, chúng ta cho nhấn chuột phải và tôi nhấn phím Y, nó sẽ insert được cột nhé. Để nó cách cái vùng bên này đi. Đây nó sẽ thừa cái dòng dưới, tôi cứ tên đi. Thì đây các vùng mã này các bạn cho kéo nó rộng lên để được cái ảnh khoảng 4x6 cho nó phù hợp. Đấy.
kéo lên này, chọn cả cái vùng này các bạn, co kéo đây nó sẽ đi cả nô nhé. Co cái này xuống để cho nó nhỏ vừa phải. Đấy. Thì cái ảnh này nó tương đương khoảng 4 x 6, nó trông nó phải dài rộng, nó phải tương đối tí nhá. Đấy. Ok, phần này là phần hình ảnh, tôi sẽ insert cái textbox vào đây. Đấy. Tôi sẽ gõ là chữ hình ảnh 4 x 6 vào đây, hoặc là hình ảnh thôi. Đấy. Ctrl A để chọn cái vùng này, các bạn cỡ chữ 14 này. Chọn font Times New Roman đi. Nhấn T này. Times New Roman. Đấy. Các bạn cho nó vào giữa này. Đấy. Cái này thì chúng ta tích vào đây. Có thể là vẽ đường border nó format này. Vào size đi. Các bạn trong này có phần mục đó là đường line này, line color này. Thì đây có là solid line nhá. Color line thì các bạn chọn đường đen này. Ok. Nhấn close đi. Thì các bạn được cái vùng hình ảnh này. Đến cái này các bạn có thể bô tô vàng để cái điểm nhấn ở đây nhá. Là màu vàng này. Đấy. Tôi chuyển về cái file cũ này. Đây nó gần nó ok rồi đấy, các bạn thấy không? Nó là giống rồi. Vậy là cái bước đầu tiên là công tôi đã tạo file này. Và lưu định dạng file là XLSM này. Thì tôi đã kết thúc cái bước đầu tiên. Đây là thực hành chèn hình ảnh. Nhấn Ctrl Save. Bước này các bạn có thể làm nhanh nhé. Các bạn đã biết rồi, làm nhanh. Thì đa số cái bài hôm nay tập trung cho các bạn là cái chức năng nó là chèn ảnh tự động khi mà chúng ta tra cứu ở cái mã nhân viên này thôi. À đấy, trong này các bạn để ý này, cột mã nhân viên đây nhé. Ở đây tôi sẽ sang cái bước thứ hai là thêm công cụ chèn ảnh này. Tôi sẽ để phần mô tả video nhé. Và cái bước này phải thêm nó là copy ảnh của nhân viên vào folder, vào folder chứa file Excel, chứa file Excel để tra cứu, chứa file Excel mà đang tra cứu nhé, mà chứ phải Excel tra cứu này. Đấy, cho nó dễ. Ok. Thì đầu tiên là tôi sẽ thêm hàm công cụ chèn ảnh tự động, nó là hàm compact chúng ta vào cái file. Đấy, bây giờ tôi sẽ thoát ra màn hình desktop này. Và cái file của tôi nó đang nằm ở trong cái thực hành chèn hình ảnh này nhá. Đấy. Bây giờ tôi sẽ chèn cái file, thì các bạn cần có một cái file, nó là file.bash ở đây. Đây là cái folder chèn hình ảnh mà tôi vừa thể hiện các bạn đấy. Đây chính là cái file compact này. Tôi sẽ copy này. Các bạn copy luôn vào cái thư mục mà các bạn chứa cái file để tra cứu này cũng được, hoặc là ở đâu đó bất kỳ. Thì cái này chúng ta chỉ cần chèn một lần. Tôi sẽ vào thực hành này. Thực hành chèn hình ảnh nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ tiến hành là chèn vào cái file này bằng cách là mở code lên. Thì bằng cách như sau. Các bạn chuột phải vào đây. Chuột phải vào cái tra cứu nhân viên này, vào cái view code này, thì nó xuất hiện ra một cái Microsoft Visual Basic này. Thì các bạn tích vào đây. Các bạn để ý đây, nó có một cái ô nó là thực hành chèn hình ảnh. Đấy, tích vào đây. Các bạn chuột phải, nhấn import file. Thì các bạn đây, các bạn sổ ra cái desktop này, tìm đến cái chèn hình ảnh này, open này, chọn cái compact path này, các bạn nhấn ok này. Thì các bạn lưu ý là nó xuất hiện một cái module đây. Đấy, tích vào module, các bạn nhấn view code. Thì đây chính là cái code mà để chúng ta sẽ chèn ảnh tự động vào. Đấy. Thì như vậy đã ok. Các bạn tắt nó đi này. Các bạn nhấn Ctrl Save để save lại nhé. Mỗi một thao tác các bạn save. Ở cái bước tiếp theo, copy ảnh chứa nhân viên chứa folder. Cái này các bạn phải lưu ý, nó là lưu ý nhé. Lưu ý này. Ảnh có tên, dạng. Dạng đây nhá. Tôi sẽ ghi chú này. Mã nhân viên .jpg. Đấy, các bạn sẽ lưu ý này cho tôi. Đấy. Thì đây tôi sẽ copy này. Mã nhân viên của tôi, tôi sẽ sang cái folder bên kia, folder mà tôi đã có hình ảnh ở đây. Nhấn open này. Ở đây tôi có folder và đặt tên, nó trùng luôn cái mã nhân viên .jpg rồi. Nhấn copy.
Tôi sang cái folder thực hành chèn hình ảnh đây. Các bạn paste vào cái folder này. Đấy. Ở đây tôi sẽ để hiển thị lên bằng cách nó là medium icon này. Lag icon đi. Đấy. Cho dễ, nhấn nhấn ok. Trở lại cái file thực hành này. Bước thứ hai chúng ta đã hoàn thành. Sang cái bước thứ ba là thiết lập công thức để tra cứu nhân viên. Bước này là cái bước quan trọng thì các bạn lưu ý này, các bước trên các bạn có thể làm nhanh và các bạn có thể tua nhanh đi. Bước này thì đầu tiên là cái họ và tên thì các bạn sẽ cái phần mã nhân viên này, tôi sẽ cần phải tạo một cái list danh sách. Chúng ta sang cái phần nhân viên này. Các bạn chọn cái vùng này cho tôi. Quét vùng từ B6 cho đến B14. Đấy, chuột phải, các bạn nhấn Define Name. Ở đây các bạn gõ chữ nó là mã nhân viên. Đấy. Ở dưới này các bạn ghi đơn giản là mã nhân viên đây. Đấy, cho dễ. Nhấn OK. Các bạn sang phần tra cứu nhân viên. Các bạn chú ý cái bước này nhé. Tích vào cái phần nó là G6, chính là phần mã nhân viên. Các bạn vào phần formula. Xin lỗi, vào phần data đi. Vào phần data này, các bạn vào phần data validation này, các bạn tích vào cái mũi tên nhỏ này. Nó sẽ sổ ra cái danh sách cho các bạn chọn dòng đầu tiên, data validation. Ở cái dòng tab setting, các bạn chọn sổ ra, các bạn chọn danh sách là lead. Ở phần nguồn, các bạn sẽ chọn đặt ra công thức như sau, bằng mã nhân viên. Các bạn nhập đúng cái name mà các bạn vừa tạo theo nhé. Nhấn OK. Thì đây nó xuất hiện rồi đây. Đấy. Nó sẽ chọn tùy chọn rồi đấy. Tiếp đến cái phần họ và tên thì các bạn nhấn bằng. Ở đây thì tôi sẽ làm này cho nó dễ, xem bên kia nó thế nào. Xem cái file này. À đấy, tôi phải bôi cho cái này cho nó khác biệt đi tí nhé. Đấy, bôi cái vùng này màu khác đi cho dễ nhìn. Đấy. Họ và tên thì các bạn dấu bằng này, VLOOKUP này, nhấn tab này. Đấy, lookup vào list thì các bạn sẽ tích vào cái ô G6. Ô G6 này và chúng ta nhấn F4 để cố định cái F6 này. Chấm phẩy. Bây sang table array thì các bạn sang cái tab nhân viên. Table array thì là theo mã nhân viên, các bạn tích toàn bộ cái vùng này cho tôi. Đưa con trỏ vào cái vùng B6 này, nhấn phím shift này, tích vào cái G14 này để được cái vùng này này. Tiếp tục đưa vào đây, các bạn đánh dấu chấm phẩy. Dấu chấm phẩy hoặc dấu phẩy là tùy các bạn nhé. Column index của tôi đang vào họ và tên sẽ là cột thứ nhất 1 này, 2, tôi gõ số 2. Cái vùng nhân viên này, cái vùng tra cứu này tôi nhấn F4 từng cái một này. Đấy, để nó được cố định này. Dòng số 2 chính là cái bước thứ hai và chọn 0. Đấy. Và các bạn nhấn enter. Thì đây chính là tô quang tuyến, các bạn kéo xuống cho tôi. Thì tất cả đều là tô quang tuyến. Thì cái ngày tháng năm sinh thì các bạn sẽ chỉnh lại nó là ngày tháng năm sinh ở cột thứ 2 thay bằng cột thứ 3. Đấy. Đây tôi sẽ sửa này nhá. 2 sẽ sửa thành 3. Đấy. Các bạn lưu ý đây tại vì nó đang là tôi nhầm cái cột, tôi không lấy ngày tháng năm sinh ở cái cột này. Cột này là chính là cái cột tôi phải lấy cái cột E này. Sẽ bôi đậm này lên là để hiểu nó cái này hàm nhé. Sang tra cứu nhân viên, tôi sửa lại đây là cột không phải cột 3 mà là cột 4. Đấy, thì các bạn được ngày tháng năm sinh. Tiếp đến chức vụ. Chức vụ các bạn ở cột 1 này, bắt đầu từ cái mã nhân viên là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6. Vậy chức vụ ở cột số 6. Cột số 6 thì các bạn sửa này thành số 6 này. Số 2 thành số 6. Đấy. Tiếp đến mã số thuế, các bạn trở lại xin nhân viên. Mã số thuế này 1 2 3 4 5 6 7. Mã số thuế ở cột số 7, các bạn gõ số 7 để thay bằng số 2 này. Số chứng minh thư nhân dân, số chứng minh nhân dân. Tiếp đến là cột thứ 7 là cột mã số thuế, cột chứng minh nhân dân là cột số 8. Ok. Sửa số 2 thành số 8. Tiếp đến địa chỉ thường trú. Địa chỉ thường trú thì nó lại nằm ở cột 1 2 3 4 5. Ở cột số 5 thì các bạn sẽ gõ cột số 5 này cho tôi. Thay số 2 bằng số 5. Đấy. Các bạn cho nó định dạng sang bên này này cho nó dễ. Tôi sẽ nhấn Ctrl S để save này. Đến cái phần hình ảnh. Phần hình ảnh thì các bạn tích vào cái cell này nhá. Đây các bạn tích vào đây là cái text box, tích vào cái cell.
tích vào ô cell này, các bạn sẽ nhấn bằng. Đấy. Nhấn bằng nhá, các bạn nhấn hàm compic này, com hai chữ m này. Đấy, compic nó đã được thêm vào đây rồi. Sau khi chúng ta add cái compic.bash kia vào thì nó xuất hiện cái hàm này, các bạn nhấn tab cho tôi. Đấy. Thì bây giờ compic đây thì nó chỉ rất đơn giản. Đấy. Thì là compic nó sẽ lấy cái ô này, lấy cái ô hình ảnh đây. Các bạn sẽ lấy cái ô nó là 11.jpg. Tuy nhiên để lấy được nó thì là lại phải là hàm vlookup nhá. Để giống như cái nơi kia, chúng ta hàm vlookup, vlool. OK này. Thì chúng ta tra cứu theo cái mã nhân viên. Chúng ta phải đích thân định dạng đến cái mã nhân viên này nhá. Sau đó chúng ta chấm phải. Và bây giờ cái vùng tra cứu. Vùng tra cứu thì đây, cũng là cái vùng này. Chọn toàn bộ cái vùng này đi. Chính là cái vùng nó là B6 cho đến Z số 14. Đấy, các bạn nhấn F4. Cái này cũng F4. Chấm phải, tiếp đến cái cột. Cột thì là đây, sang cái phần danh sách nhân viên. Cột đây là chính là cột 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vậy là cột thứ 9. Các bạn xóa cái đoạn cái dòng này nhé. Đấy, chấm phẩy nhưng không phải là danh sách nhân viên đâu, mà là cột số 9 này. Chấm phẩy và các bạn gõ không bằng. Đây nó báo lỗi. Đấy. Tuy nhiên là báo lỗi đây là chỉ là dấu ngoặc thôi. Và đây nó đã xuất hiện ảnh. Đấy, ảnh 3333 Tô Quang Tuyến. Tôi sẽ kiểm tra xem đúng cái ảnh 33 không nhá. Vào thực hành tràn hình ảnh. Thì đây chính là ảnh 333JPG. Tiếp đến tôi sẽ kiểm tra tiếp tục sang cái mục số 1 này. Mã số 1 này, mã 545 con 1 này. Đây Tô Quang Thạnh. Hình ảnh này chỉ tính chất minh họa thôi nhé các bạn. Ngô Thị Sáng nhé. 99 này. Đấy. Thì cách thức nó hoạt động nó sẽ quan trọng nhất là cái hàm compic. Và đây chúng ta sẽ tra cứu này. Toàn bộ các thông tin từ ngày tháng năm sinh đã được thay đổi. Và đây là hình ảnh đã được xuất hiện. Vậy là cái bước mà chúng ta thiết lập công thức đây. Thì các bạn lưu ý công bước này nó quan trọng. Cần phải lưu ý này. Các bạn xem nó có thể chậm hơn nhé. Ok. Đến sang phần in ấn. In ấn thì các bạn đây. Tôi muốn in ấn cái khung vực này. Thì tôi nhấn nó là phím tắt là Alt+1 hoặc là View đây. Đấy. Tôi sẽ quét cái vùng này thôi. Các bạn vào View. Các bạn Page Break View. Tôi sẽ quét cái vùng này để set print ra. Đấy, tôi chỉ in cái vùng này thôi, nhấn Ctrl 1 để view lên này. Thì các bạn một lưu ý này, bây giờ là nó không có hình ảnh thì các bạn sẽ cài đặt như sau. Alt+2 một page setup, toàn bộ phím tắt Alt+1 và Alt+2, các bạn xem các bài trước cho tôi. Chúng ta sang phần sheet này. Ở đây các bạn phần chữ comment này, các bạn chọn cái dòng cuối cùng. Đấy, các bạn nhấn ok. Thì bây giờ tôi view lên đây. Alt+1 này. Đấy, nó đã có rồi nhá. Đấy là cái bạn lưu ý khi chúng ta cài đặt in ấn. Vậy là bài hôm nay chèn hình ảnh tự động theo cái ô lựa chọn danh sách, theo cái lựa chọn niche box này thì nó có như vậy và cũng rất đơn giản. Mọi phần mô tả, cái phần mà công cụ về cái hàm compic này, tôi để cái phần nó mô tả đây nhá, tôi ghi rõ này. Để ở phần mô tả video. Các bạn xem ngay phần mô tả video ngay phần dưới. Tôi có thể gửi cho các tôi gửi luôn cả cái file mà tôi đã làm để các bạn, một là để lấy file mẫu, hai là chúng ta để thực hành. Cho nó bao gồm tôi sẽ gửi cả cái thư viện ảnh đấy các bạn để thực hành nhé. Chúc các bạn thành công. Xin chào.